nhạc em dịu ghê hả này, mà mấy nhạc này nghe hay. Phạm Phú Thứ Tân Bình nó cũng có mà Phạm Phú Thứ quận 6 nhưng mà khách đặt lộn phải không ta? Lộn cái quận đó. Trời em tưởng là thí dụ như phường này phường kia là giao đủ chết bây giờ đậu quận luôn bỏ tay. Lộn quận ở dưới tuốt quận 6 dưới kia hỏi về sao giờ tới trời thôi chị liên hệ tổng đài gửi đơn giúp em đi chứ từ đây em xuống đó là chạy cũng mấy cây xa lắm còn lâu mới tới. Cái này là mình phải kêu khách hủy hay là mình phải kêu khách nó hủy. Bây giờ chị gửi đơn giúp em đi. Làm gì mà quỷ cái đơn đúng chào 50 phút chưa thấy quỷ đơn bực quá thì tổng đài khách không lúc mà khách đặt nhầm là khách không chịu hủy với mình luôn không ạ, là mình phải gọi tổng đài để báo tổng đài không khách nó có thể quỷ khách đổi đồ nhưng mà khách lại là không có hủy rồi mình đứng chờ lâu quá nó không chịu quỷ rồi mình mới điện tổng đài hỏi thử coi cái trường hợp này coi yêu cầu khách thì trong quá trình mình gọi tổng đài thì tổng đài nó báo là khách quỷ rồi có nghe trong thời gian mình nói chuyện tổng đài gọi ra là có khách nó quỷ rồi tại mình chờ hơi lâu vậy là trong khi trong quá trình mình chờ mình thấy mấy cuốn siêu tốc cũng ngon cơm gần đó rồi nó làm mất mình thời gian mình bị nó chộp đơn không à quá đâu cái ngày gì mà bị nó chộp đơn không à đúng rồi phải là ngày gì á hồi sáng á mới qua khu vực đó nhận một cuốc đi Bình Dương à đâu đi ra tới Sóng Thần Bình Dương cũng có hơn 100 ngàn đứng nó miếng luôn giao xong lúc 10 giờ mấy đứng đó nói chung mà tới 12 giờ mấy vẫn không được bắt đơn sao không được tại vì đi ra tới Bình Dương là tới đó là ngáo rồi bắt đầu bực quá mới hơn 10 giờ nó chạy xe vô tới Thủ Đức mới gặp được cái kho của Amu nè mấy siêu tốc kho nó phát đơn quá trời luôn mà 9 điểm dừng mẹ tụi bay tính đêm COD cao đúng rồi ứng cao quá ứng chịu mấy không đó mình Hà Nội mà đi thu lại phí COD của mình bỏ ra cũng mệt mà chưa chắc gì mà hoàn thành chính nổi chính cái điểm ăn của nó tối đêm tối mà dính đơn sao đi nổi dính đơn siêu tốc kho nữa có đó buổi sáng hả buổi sáng hỏi là bây giờ chính đơn dễ gì mà bữa mình ăn nổi hết 9 điểm của nó được trời ơi chua lắm bữa ẩm giao từng cái đơn 5 điểm ở Lê Hồng Phong thôi ý mà Phạm Duy bán kính á có khoảng chừng 1 cây mấy đổ lại thôi giao vòng đó mà cũng 40 ngàn hơn 5 điểm mà giao ăn được có 2 điểm mà 3 điểm hai đưa hai tiếp một bà kia đi xa có 5 điểm gần đó gần 2 cây thôi mà còn ăn không nổi nữa uống hầu chi được 9 điểm mà Phạm Duy bán kính cũng có thể lên 6-7 cây số gì không biết làm sao mà hy vọng mà ăn nở của nó đơn nó chua lắm đơn nó thằng nào mà đụng vô là chua lắm thà 1-2-3 điểm còn dám chơi 9 điểm thu cái tiền phí siêu đê mệt lắm 9 điểm 1 triệu mấy 2 triệu rồi, không ví dụ như cái đơn đó giờ rớt là sao rớt thì mình sao thì ví dụ như chỗ nào ví dụ nó rớt thì mình báo giao thất bại thì giao thất bại rồi mình về kho trả tiền của mình hả kho nó trả tiền ví dụ nãy mình đứng COD kho trả tiền mình thu nhiêu rồi kho nó trừ ra nhưng mà đuối cái đó mình ứng tiền hoặc cái tiền ban đầu bỏ ra đuối cái đó chứ cái này nó mà rớt nhưng mà thí dụ mà trả về kho có tính tiền xếp cho nó mà thí dụ như vậy ví dụ cái đơn đó là siêu tốc kho đi nhưng mà thí dụ mình rớt chẳng hạn đi mình trả về kho thì báo tổng đài mặt mai nó hỗ trợ phí rồi trừ khi chứ rớt ra cái là không được cũng được phí xếp luôn hả phải điện về tổng đài để phải gửi cái tin nhắn báo cáo cho tổng đài để tổng đài nó hỗ trợ
chứ mình chạy tới đó mà thất bại không thì cũng không có được hỗ trợ luôn. Chẳng hiểu vụ này nói chung tại bữa hổng cái bán kính ngắn quá, mình có cây hơn quay về có hơn cây thôi thì mình giao 2 điểm rồi thì coi như 3 điểm kia mình thất bại mình đem về trả hàng cho nó. Mà hình như là cái phí đó nó tính rồi, cho như thất bại hay gì cũng đã trả tiền rồi hay gì đó. Nhưng mà em nghĩ là ví dụ siêu tốc kho nếu mà thất bại vẫn cái tiền xếp cho mình, chứ còn cái quay về á, nếu mà cái trường hợp mình rớt quay về á có trả phí không ta? Rớt mới rớt cái xong mình trả về trả kho thì có tính cái tiền mà đường đi cho mình không? Bây giờ nếu mà mình muốn cho nó trả phí mà mang hàng trả về thì phải về báo cáo cái đơn đó với tổng đài là nếu mà giao thất bại mà muốn quay về trả mà được hỗ trợ cái tiền mà quay về là phải báo tổng đài phải cái đơn ra gửi sự cố báo cáo về tổng đài vô cái đơn đó mình bấm sự cố nó kiếm được không? Ổng giao cái đơn siêu rẻ kia qua tới nơi mẹ nói nãy có anh đại sứ kia nó nhận, chẳng hiểu sao mẹ phát hai cái đơn siêu rẻ. Hai đơn siêu rẻ. Có khi có thể là phát cái đơn nó ra rồi thằng tài xế nó bấm chậm quá nó lưỡng lự. Đúng rồi, đúng rồi. Nó tự siêu rẻ là nó bấm lưỡng lự chậm nó chờ ghép đơn thì mình tới nơi chạy từ đi khu 3-4 sang khu 5-6 đó mất cả cây cả 2-3 cây luôn. Tới đó nó nói có tài xế kia tới trước nhận rồi. Trời ơi. Vậy là lúc cái đầu mình nữa trời thôi vậy chị quỷ ngay lập tức giùm em để nó câu em tổng đài nó chạy 2-3 cây tới công cốc luôn không có được lấy được hàng. Và bắt đầu trong những báo sự cố tổng đài với lý do là khách tự gửi đơn không có báo trước tổng đài hỗ trợ phí có 5.000. Trời ơi. Lỗ. Cái gì mà đi 2-3 cây mà tới cái điểm đó là thất bại hỗ trợ có 5.000 à? Cũng giống như là mình báo tổng đài là tới nơi là người gửi quỹ đơn mà không báo trước không mà có cho 5.000 cho có thì cũng được đi tại vì cái đó một sự cố mà không muốn mà đó thì mình đâu có như bây giờ cái đó như bây giờ ví dụ như tổng đài hỗ trợ mình 5.000 tổng đài có đủ được gì đâu tại mình cũng thiệt mà tổng đài cũng thiệt nữa tại vì mình tới đó mình coi như cái đơn đó đâu có được cái gì đâu. Cái đơn đó thì nói chung là nó lỗi là chỗ là khách hàng nó phát hai cái đơn. Đúng rồi. Nó có thể là nó thấy nó tưởng đâu là tài xế chưa nó nhận lâu quá. Nhiều khi nó thấy lâu, nhiều khi khách thấy lâu nó đặt luôn hai đơn. Hai đơn có giao một chỗ nhưng mà đặt bút luôn hai đơn coi ai tới trước á. Ai tới trước á thì thí dụ như là nhận bỏ vô hôm nào mà tới chậm cái là coi như phải hủy coi như là chạy không luôn. Nếu mà nó đặt vậy có hai đơn phải hai món hàng khác nhau. Đúng rồi. Đúng không? Đúng không? Hai đơn mà có một đồ hàng em không thấy, em thấy một số khách hàng vậy luôn á, đặt hai đơn, đặt như là thấy đợi lâu quá sốt ruột đúng không? Đặt siêu rẻ nhưng mà là đợi lâu sốt ruột. Cái đặt luôn hai đơn, cái ai tới trước lấy, người tới sau người khác nó là tại chị không biết đó tại vì có anh kia tới rồi. Đổi lỗi cho hệ thống đó mà. Đổi lỗi hệ thống hoặc là nó chị không biết rồi tự nhiên có anh kia tới anh lấy rồi coi như là coi như mình coi như mình quầy vốn không? Coi như mình phải ngậm ngùi mình báo tổng đài hoặc là báo tổng đài hoặc là phí nói ấy thôi. Đúng rồi. Tính chạy tới mấy giờ? Nay giờ chạy mấy giờ? Hả? Nay tính chạy tới mấy giờ? Chắc 7 mấy 8 giờ về rồi. 7 mấy 8 giờ là về rồi hả? Cũng không có chạy khuya lắm. Sáng nay ra sớm không? Sáng nay nè. Sáng nay hả? Sáng nay sáng có một chuyện đi cho ông cậu rồi chỉ đi lấy máy rồi đó rồi chạy xong rồi về nhà nằm nghỉ chút xíu chờ lại sáng hơn sớm á. Rồi xong rồi chạy xong rồi trưa khoảng 11 giờ mấy giờ đang ở trong cái vùng hòa đang cái nó nổ được bờ bao Tân Thắng đi về hướng hướng lộ 2 rồi hướng lộ 2 giờ nó nổ chuẩn bị đi
3-4 điểm gì nè. Ủa, hồi cái đợt bữa anh có coi cái clip đó không? Lúc mà hồi mà em bên cái chung cư á. Có coi mà cũng lâu lắm rồi. Lâu mà rồi. Mà lúc đó đúng mình nói chuyện như kiểu mình mới vô chạy vậy đó. À. Nói chuyện có vẻ giống như là mình không có chưa hiểu rõ nhà ha, với lại có vẻ giống như là cộng cặp, như là hơi thô lỗ khách hàng khi mà ngược bội với khách hàng. À, mình nói chuyện nói chung là hơi thô lỗ. À. Nhưng mà thôi sau này thì chạy từ từ á thì cũng quen. Ủa hồi lúc mà em gặp anh là anh mới chạy hay sao? Mới chạy chừng có 1 tháng mấy á hả? À hay là bây giờ được hình như được 5 rồi, có kinh nghiệm rồi. Hơn 5 rồi, nói chung thì mình không dám nắm chắc gì nữa. A hơn 100%, nhưng mà thực tế thì mình chạy thì mình cũng hiểu A hơn 100%, nói chung là cũng 60-70% là được rồi, chứ không dám nói 100%. Thì tùy tình huống mà mình xử lý thôi. Vậy là hồi em mới gặp anh là anh mới vô mới được tháng rồi hả? Được, cái chạy coi được có tháng mấy vậy đó. Dạ, em biết anh không có duyên rồi, cái là cũng có duyên á. Đi đâu đi vào các ba rồi này, đi đơn này là có biểu mình gom hàng ở mấy cái điểm này nè. À, rồi giao về hai cái điểm cuối là đề thám với này đơn này đi khỏe mà, đơn tại mình gom xong mình giao có điểm mà nó khỏe mà. Không, đi đâu nữa, tại vì tới quận 1 điện cho nó, tại vì cái này điểm này có thể là hai điểm này nó có thể nó hủy hả? Sợ đơn hai điểm này nó hủy không phải hủy mà là có thể là vào các ba nữa kêu mình giao quận nhất. Còn cái Lê Văn Sĩ nó kêu mình giao đoàn nhân bơ, còn bên xe ba thì nó có bên Mã Lò giao cái gì đó. Anh gửi danh thủ đi giao đi, không kể giờ mất công người ta đợi nữa. Tạm biệt anh nha, bữa nào rảnh này uống cà phê. Ok. Cũng có duyên gặp anh quá. Đi rồi, tạm biệt anh nha.